Xin chào anh em, mình là Gầy. Trước đây thì trên review dạo bọn mình đã có một số video hướng dẫn tiêu tiền với những cái mức giá nó không tưởng lên đến 80 hay thậm chí lên 100 triệu. Thế nhưng mà nếu như vậy vẫn chưa là gì với các bạn. Các bạn thuộc cái thể loại người sáng dậy đánh răng côn gác trộn vàng, đi ra đầu ngõ ăn bát phở, rát ruby, sapphire và uống cốc trà đá làm dầu uranium thì cái tiêu cái gì nó mới xứng đáng với các bạn? Vậy thì Samsung đã vừa cho các bạn một câu trả lời, đó chính là mẫu TV mới nhất có giá lên đến 2 tỷ. Trong sự kiện CES 2018 thì Samsung đã có giới thiệu hai mẫu TV mang những cái đẳng cấp công nghệ mới nhất của hãng. Mẫu đầu tiên có tên là The Wall, nói chung là bức tường. Đây là một mẫu TV có kích thước cực kỳ lớn, 146 inch với đường chéo lên đến 396 cm. Và mẫu TV này có gì đặc biệt? Tất nhiên nó to rồi, nó đắt rồi. Nhưng mà thực ra nó còn sở hữu một công nghệ vô cùng hoành tráng khác. Đó chính là cái công nghệ màn hình Micro LED. Đây là công nghệ giúp cho TV có độ mỏng vô cùng khủng khiếp, đủ mỏng để các bạn có thể dán lên tường trong nhiều bức tranh mà không hề cảm thấy lồi cấn gì cả. Có lẽ chính vì vậy mà hãng mới đặt tên là The Wall. Công nghệ Micro LED nói một cách nôm na đơn giản rằng là nó có những cái điểm ảnh với kích thước chỉ tương đương với micromet có thể tự phát sáng. Chính vì vậy nó sẽ không cần đến các bộ lọc màu hoặc đèn nền truyền thống và mang đến cho người dùng những cái trải nghiệm xem TV tuyệt đỉnh. Bên cạnh đó thì cái màn hình Micro LED mới này sẽ còn có độ bền và cũng như hiệu năng vượt trội với hiệu suất ánh sáng, tuổi thọ nguồn sáng và mức tiêu thụ điện năng đều ở mức vô cùng tuyệt vời. Tất nhiên là mình nghĩ rằng với cái số tiền mà các bạn bỏ ra đến 2 tỷ mà nó không tuyệt vời nữa thì đúng là... Và một điều đặc biệt nữa là chiếc TV này theo mình tìm hiểu thì nó có cái cơ chế module kiểu dạng xếp hình ấy, cho phép ghép nhiều màn hình với nhau để có được kích thước lớn hơn. Nhưng mà tuy nhiên rằng hiện tại thì đây mới chỉ là phiên bản thử nghiệm mà thôi. Và để các bạn có thể chiêm ngưỡng được một chiếc TV này ở phiên bản thương mại thì có lẽ là cần phải chờ đợi trong một thời gian tới. Và chiếc TV thứ hai mà Samsung giới thiệu đến với anh em trong sự kiện CES 2018 này, thực ra đây không phải chiếc TV thứ hai mà đây là chiếc TV khủng khiếp thứ hai. Nó có độ phân giải lên đến 8K và đặc biệt là sử dụng công nghệ vô cùng mới, công nghệ QLED. Chữ Q đứng trước chữ LED là đại diện cho chữ Quantum, công nghệ màn hình lượng tử. Và cái công nghệ này hứa hẹn cho một cái trải nghiệm vượt trội hoàn toàn so với công nghệ OLED trước đây. Và không chỉ vậy, chiếc TV này còn được cung cấp AI. Đó, các bạn nghe chính xác đấy, AI. Cái xu thế hiện nay của các chiếc smartphone này, các thiết bị thông minh đều là AI. Và Samsung không thể nào mà không tích hợp nó vào mẫu TV khủng khiếp nhất của mình, đúng không nào? Và cái công nghệ AI này thì sẽ nâng cao độ phân giải chuẩn lên độ phân giải 8K bằng cách sử dụng một thuật toán độc quyền của Samsung để điều chỉnh độ phân giải màn hình dựa trên chất lượng hình ảnh của từng cảnh, đồng thời liên tục cải thiện chất lượng hình ảnh và dễ dàng thích ứng chuyển đổi với bất kỳ loại nội dung nào từ bất kỳ nguồn phát nào sang độ phân giải 8K. Như vậy các bạn có thể xem nguồn phát từ HD, Full HD hay thậm chí 2K, 4K và vẫn được upscale lên 8K bằng một công nghệ độc quyền của Samsung, giúp cho hình ảnh nó vẫn ngon hơn rất nhiều so với cái kiểu upscale thông thường, đúng không? Làm ra cả một con AI chỉ để upscale và làm cho cải thiện hình ảnh thì tất nhiên nó phải ngon rồi. Và hơn nữa, không chỉ hình ảnh, và chiếc TV này cũng đem lại một chất lượng âm thanh rất tuyệt vời khi mà nó có khả năng nâng cao chất lượng nội dung tiêu chuẩn, giảm tiếng ồn. Bên cạnh đó thì cái chiếc TV này cũng có khả năng điều chỉnh hình ảnh tràn viền để tận hưởng chất lượng nội dung tốt hơn và cũng như là tự động điều chỉnh âm thanh để phù hợp với nhiều nội dung khác nhau. Nói chung là anh em sẽ không phải chuyển đổi giữa các loại âm thanh như kiểu là xem phim này, nghe nhạc các thứ nữa, mà chiếc TV này nó sẽ tự chuyển đổi luôn cho anh em. Và với hai mẫu TV này, một mẫu TV có kích thước lên đến 146 inch với công nghệ Micro LED và cũng như là công nghệ module cực kỳ khủng. Bên cạnh một mẫu TV có kích thước cũng kinh khủng không kém, 8K và sở hữu một con AI có thể upscale giúp cho hình ảnh ngon lành hơn, đẹp đẽ hơn, đặc biệt là có thể khả năng tự điều chỉnh âm thanh, nâng cao chất lượng âm thanh, thì nếu anh em siêu giàu, anh em sẽ mua con nào? Mà siêu giàu thì mua cả hai luôn, chứ còn chọn làm gì nữa. Anh em hãy comment bên dưới cho mình biết nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em cho các số video lần sau. Bye bye.